Bên mình xuất cây nhé. Mình quay video mọi người xem cây nhé. Cóc thái đấy nhá. Cóc thái trồng 8 tháng có quả. Đây là sung Mỹ này. Đây là mít thái này. Đây là cỡ mít thái gốc 1/1 đến 1/3 nhá. Mít thái bên mình đây nhá. Gốc 1/1/3. Mít thái có 3 cỡ, cỡ 0,8 ni đến 1 phân. Cỡ 1/1, 1/3 với cả cỡ 1/2 đến 2/2 nữa. Mọi người lấy cây gì thì cứ về vườn mình nhá. Mình có cả gửi đi tỉnh nữa. Vú sữa lò rèn đấy nhá. Vú sữa lò rèn này. Hôm nay mình quay lần lượt nhá, sáng ra tranh thủ rảnh quay một lúc nữa, khách về lại không quay được. Mít tứ quý đây nhá. Mọi người xem mít tứ quý đây. Bên mình đang có 2.000 cây mít tứ quý. Mít tứ quý đây. Cây này là cây mầm ngắn nhất nhé. Mình quay cây mầm ngắn nhất này. Mít tứ quý cây rất là đẹp luôn. Đấy, mít tứ quý đây. Đây nhá, mít tứ quý nhá, trồng 2 năm là có quả nhá, ra quả quanh năm. Mít tứ quý thì lúc nào trên cây cũng có cả quả nhỏ và quả to. Ra quanh năm thì gọi là mít tứ quý nhá. Còn đây là ổi này, ổi lê Đài Loan này. Ổi đây, bên mình đang có 5.000 cây ổi. Rất là nhiều ổi luôn, ổi bây giờ thì rất là đẹp. Nhiều cây đang có hoa, có quả rồi. Mọi người xem cây nhé. Đây là cóc này. Cóc bây giờ cũng đang rất là đẹp luôn. Tí nữa làm đi một chuyến thôi chị. Đây là na thái nhá. Mọi người xem này. Na thái này, đây là na thái nuôi nhá. Na thái mà đã nuôi đã ra mầm nách rồi này. Đây mọi người nhìn này. Na thái mà đã ra mầm nách già và dài như này rồi ấy, thì cỡ này ấy, rất là khỏe luôn. Và đây là hàng bầu to nhá, bầu to đã nuôi rồi. Còn nếu mà cái hàng mà lá cái mới cắt từ trên xuống ấy, thì cái hàng đấy thì cây đấy thì sẽ rụng lá cái, rụng hết đi, sau đó mới ra được cái mầm nách như thế này. Mà để một cái thời gian như thế thì rất là lâu. Cho nên cái cây như thế này là cây già và đẹp hơn nhé. Tuổi cây của nó sẽ lớn hơn. Nên rất là nhiều khách, rất là nhiều khách thích cái cây như này. Rất là nhiều khách thích cái cây mà nó phải già và mầm nách của nó ra như thế này. Đấy. Nhiều khách là thích cây mà mầm nách đã ra dài và già như này rồi nhé. Đây là na thái nhé. Còn cái hàng lá cái là phải rụng lá đi rồi mới ra được cái mầm nách như thế này. Thì thời gian để ra được như này là cũng phải tương đối là dài đấy. Còn đây là na Đài Loan nhé. Na Đài Loan bên mình đây cũng thế này. Cũng là hàng đã ra mầm nách và nuôi dài rồi. Cây rất là đẹp luôn. Đây là na Đài Loan nhé. Đây là bơ này. Bơ sáp da xanh nhá. Bơ đợt này bên mình nhá. Bơ đây nhá. Mọi người nhìn nhá. Bơ cũng rất là đẹp luôn. Bơ đây mọi người nhá. Bơ sáp da xanh đây nhá. Cây bên mình đang có rất là nhiều đấy. Đây là xoài này, đây là xoài nhá, đây là xoài Đài Loan này. Đây là mít trái dài Malai nhá.
mít trái dài malai mọi người xem nhé. Cây thì nói chung là đẹp ưng ý luôn này, mầm rất là mập luôn. Mít trái dài malai nhé. Bên mình đang có số lượng rất là lớn. Mọi người lấy cây báo mình nhé. Đây là bơ 034 nhé. Đây bơ 034 nhé. Đây bơ 034 đây. Còn đây là mít không hạt nhé. Đây mít không hạt đây. Mít không hạt đây. Nhìn lá là biết ngay mít không hạt nhé. Cây đang cao và dài và đẹp. Còn đây này, xoài đây. Xoài này là đây là xoài này. Đây xoài tím đây mọi người ạ. Xoài tím đây nhé. Đây. Xoài tím đây. Đây xoài tím. Mọi người lấy cái gì báo mình nhé. Tranh thủ sáng sớm mình quay luôn. Đây là dừa nhá. Dừa xiêm đỏ nhá. Mọi người nhìn này, dừa xiêm nùn đỏ nhá. Lá ngắn ngắn đã xòe rồi đây này. Dừa xiêm nùn đỏ nhá. Bên mình có cả dừa xanh nhá. Dừa xanh ở góc đằng này. Dừa xanh ở phía đằng trong. Mít malai đây. Mít malai bên mình có cỡ gốc 1/1 đến 1/3 và cỡ gốc 1/2 đến 2/2 nhé. Đây là cỡ gốc 1/1 đến 1/3 đây mọi người nhé. Mít trái dài malai cỡ 1/1, 1/3 đây nhé. Cây đẹp lắm. Mùa này cây bên mình đang rất là đẹp. Mình chỉ quay tạm thôi vì video nó cũng có hạn ấy. Nên làm dài quá là không đăng được đâu mọi người ạ. Nên là mọi người cần cây gì cứ báo mình gọi video trực tiếp xem nhé. Mọi người cần cây gì thì mình gọi video trực tiếp để cho mọi người xem nhé. Cây rất là đẹp luôn. Đây là bưởi da xanh. Bưởi da xanh bầu đất nhé. Có cả bưởi da xanh bầu sơ dừa nữa. Ở góc ở cái phía núi đằng trong kia. Còn đây là dổi ghép nhé. Đây là dổi ghép này. Đây là xoài bầu đất nhé. Xoài Đài Loan bầu đất nhé. Đấy, xoài đấy. Đấy, đấy. Ủi, bên mình đang có số lượng rất là nhiều. Ủi đang rất là đẹp. Cho khách đi nhé. Hả? Ừ. Đây là nhãn nhé. Nhãn đây. Nhãn ghép đây nhé. Đây là bưởi diễn này. Đây là bưởi đỏ Tân Lạc này. Đây, ổi đây. Đây là ổi nữ hoàng nhé.
Đây là bưởi ruby nhá. Bưởi ruby đây. Mầm rất là dài luôn. Cây rất là mập. Mọi người lấy cây gì báo mình nhá. Bên mình đang có số lượng rất là lớn, cây rất là đẹp luôn. Cây đảm bảo đẹp long lanh luôn. Nếu mà mọi người về vườn thì theo địa chỉ là dệt 10/10 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Chỗ ngã tư Châu Quỳ rẽ vào đường Cổ Bi 1 km, đến ngã tư Chợ Vàng rẽ phải 200m là đến nhá. Mọi người có qua vườn thì gọi cho mình theo số điện thoại là 0973 401 793, 0981 735 077, 086 54 23 668, 0916 430 455. Bên mình có gửi đi tỉnh đấy. Hôm nay số lượng đơn đi tỉnh rất là lớn.